Xin chào các bác đang theo dõi kênh bên em nhá. Em lên sóng nhanh cho các bác hai con công suất nhá. Ở đây thì em lên cho các bác là một con ở đây con Aiqua đấy và một con Piolo. Đấy thì với hai con này nhá thì em bán xả nhanh cho các bác nhá. Đấy. Con này thì em thử, nói chung là hai con này thử thì hiện tại đang thấy là công suất lên bình thường. Các bác nhá, đây em sẽ cắm thử từng con một cho các bác xem. Đấy, công suất thì vẫn thấy lên bình thường. Em sẽ thử từng con một nhé. Đây đầu tiên sẽ thử là cái con Piolo nhá. Con Piolo này thì công suất là 42 này, Aiwan này công suất là 60 này. Đấy. Đây, em sẽ thử con Piolo trước đấy nhá. Con này thì màn hình nó kiểu nó dạng hơi đục đục một chút nhá. Thì về các bác có thể là kiểm tra xem phần cáp này như nào đó nhá. Nói chung thì máy thanh lý thì hồi đấy không bao sống chết gì cả đâu, nhưng mà vẫn thử thêm cho các bác nhá. Đấy. AUX này. Nhạc vẫn lên bình thường. Thì là điện thoại vẫn chạy này, và con này thì em thử thì cassette của nó vẫn chạy luôn. Cassette thì vẫn chạy bình thường. Còn các chức năng còn lại như là CD với cả MD này em thử hiện tại cái phần cơ của nó đang có vấn đề, tức là cái phần dây cu loa của nó đang bị đứt. Con này này thì nó sẽ không tời băng ra được. Và con này cũng vậy. Đấy thế nên là em sẽ chỉ test được cái băng cassette này cho các bác nhá. Đấy thì tóm lại là con này là cassette nó vẫn chạy, điện thoại vẫn chạy ok. Đấy, điện thoại thì mình nhấn vào đây là xong. Đấy. Thì con này để các bác giá là 390 nhá. Đấy. Ôi để con này có là 370 này. Đấy. 370 cho con Piolo nhá. Đấy, 370 cho Piolo này. Tiếp tục em thử con này nhá. Con này là con Aiqua, công suất của nó là 60 các bác nhá. Công suất là 60. Con này em thử hiện tại thì các chức năng tự như là cassette này thì và MD CD thì mắt nó kém rồi. Đấy, CD này thì nó bị mất cái cửa này, thì về các bác thử kiếm cho cái cửa nhá. Đấy. Đây, chuyển điện thoại này. Con này đánh bát 27 vô tư luôn này, hai con này đang thử là bát 27 các bác này.
Ok các bác, thì bây giờ em đã test xong là hai con nhá. Đấy, còn con này thì không biết là CD nó MD nó chạy không. MD đang không vào được này. Đấy thì nói chung là hai con này thì em bán thanh lý cho các bác thôi nhá. Còn về các bác dùng nhà thì dùng. Đấy thì con này là 307 này. Đấy, con này thì là thương hiệu Aiwa. Đấy, có chỉnh cả bát tép mít các bác nhá, đây này. Chỉnh được cả ba giải này. Đó, bát này, mít này, chép này. Đó. Chỉnh được các ba giải là bát chép mít nhá. Bát tép mít ba giải là chỉnh ok. Đấy thì con này để các bác giá là 420. Đấy. Thôi để con này 400, 370, 400 xong. Bác nào chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.